Chúng ta quay trở lại với loạt bài dạy của chúng ta. tôi sẵn sàng chia sẻ nhiều lắm mà tôi không chắc rằng là tối ngày hôm nay nói hết được hay không. Amen. Let me just, just, okay. uh, in 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 the month of July vào tháng 7 In July uh, this year we we study on two things. Vào tháng 7 á thì um, trong năm nay nè thì chúng ta học được yeah. hai điều we study the abomination that that we need to get of them those abomination in their houses thì chúng ta có nói liên quan đến có những cái điều mang tính là gớm giết hay là ghê tởm với Chúa mà mình cần phải loại bỏ ra khỏi nhà của mình those of you miss it you have to refer to the link in july the friday night teaching rồi bây giờ ai cho quý ông bà chị em mà uh, bữa đó quý vị không có tham dự đó thì tốt nhất là quý vị uh, kiểm tra cái link á cái link của cái buổi tối thứ sáu tháng 7 á, của trên YouTube á, quý ông xem lại để quý vị uh, nghe lại để quý vị biết rằng là mình phải xử lý những cái thứ ghê tởm uh, ra khỏi nhà mình như thế nào. That was a spontaneous teaching. Và lúc đó tôi giảng dạy như vậy là nó mang tính là không có sự chuẩn bị trước nhưng mà được bộc phát ra từ thánh linh của Chúa lúc đó. What I mean is on the Thursday we took something and then Lord put my heart to teach mm. on Friday This abomination in the house. À, thì uh, thật ra là bắt đầu là từ trong buổi chiều thứ năm của uh, tháng 7 á là chú đặt để điều đó trong lòng của tôi thì tôi uh, bất chợt tôi chia sẻ cái điều đó ra và rồi uh, qua buổi tối thứ sáu thì tiếp nối chia sẻ tiếp làm rõ hơn những gì mà chiều thứ năm của tháng 7 á chưa có nói hết. Rồi uh, yeah. so I did some preparation on Friday evening, I spoke on this. À, nên uh, tôi có sự chuẩn bị để rồi trong buổi tối thứ sáu À, tôi nói về vấn đề này. Yeah, because this is a, it must be an important subject as far as the Lord is concerned. Đây cũng là một cái chủ đề đó quan trọng uh, đối với Chúa, Ngài quan tâm đến điều này. Yeah, therefore he spoke through me and therefore there's a teaching on that, yeah. Bởi cái đó nên Chúa Ngài phán dạy điều này qua tôi và có cái sự giảng dạy về vấn đề này. And we also continue on teaching on the topic of kingdom of God. Rồi chúng ta cũng tiếp tục ở trong cái phần dạy dỗ liên quan đến vương quốc của trời. So tonight we try to carry on on the topic of kingdom of God. À nên buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục ở trong cái phần luật bài dạy chúng ta về vương quốc của trời. Yeah, this term kingdom of God or kingdom of heaven is found in the New Testament teaching especially in the four gospel. Thì um, cái thuật ngữ về vương quốc của trời thì thật ra được tìm thấy à uh, nhiều nhất là trong Tân Ước và cụ thể đó là nó nhiều ở trong bốn sách phúc âm. Uh, the Kingdom of God, the Kingdom of Heaven, is the same thing. Uh, vương quốc của trời hay uh, trong uh, uh, kinh thánh uh, có sách phúc âm nói là nước thiên đàng đó thì uh, là cùng đất về cùng một nơi thôi, cùng một điều thôi. Yeah. It is called Kingdom of Heaven, especially in the book of Matthew. Trong sách Matthew thì nói nhiều hơn về cái thuật ngữ đó là nước thiên đàng hay là yeah. nước trời. Uh, because the book of Matthew was begin originally. Uh, address to the jewish believers à, bởi vì uh, sách Matthew thì uh, độc giả gọi là độc giả đầu tiên đó của sách Matthew là dành cho những người tin Chúa người Do Thái because the jewish believers They were afraid to take god's name in vain bởi vì đối với người Do Thái thì họ rất là sợ trong việc họ dùng danh của Chúa mà dùng một cách uh, vô ích hoặc là dùng nói chơi chơi á hoặc là dùng mà nó gọi là sảy miệng họ nói thì họ sợ lắm Therefore, they always use the word heaven, kingdom of heaven. Nên là Ba Thí Ơ, ông dùng cái từ né, ông nói thay vì nó là vương quốc của trời thì ông dùng từ ngữ là nước thiên đàng. So whether I address kingdom of heaven or kingdom of God is the same thing. Nó cho giàu cái từ ngữ là vương quốc đúng trời hay là nói về vương quốc thiên đàng hay là nước thiên đàng đó thì là nó cùng về một điều thôi. So when we mention kingdom of heaven or kingdom of God, is not a country, it's not any nation. Và khi mình nói về vương quốc của trời hay là nước thiên đàng ấy, thì thật ra nó không có ý, không có hàm ý nói về một cái đất nước, về phương diện, địa lý uh, như là chúng ta hình dung trên bản đồ đâu. At least not now. Uh, và uh, ít ra thì cái từ ngữ này nó cũng không có ám chỉ đến là uh, trong hiện tại uh, có một cái vùng lãnh thổ nào được gọi là vương quốc của trời cả. So when the Lord next, when he come next, then this kingdom of heaven will be there. And people, uh, there's a place we can go in. Uh, nhưng mà rồi một ngày kia khi Chúa ngài thiết lập vương quốc của ngài trên đất này thì sẽ có một cái nơi là người ta xác định là vương quốc của trời để rồi người ta phải đi đến đó để uh, bước vào trong vương quốc của trời đó là về phương diện địa lý đó. And of God and of is now in existence. Nhưng mà rồi vương quốc của trời hay là nước thiên đàng á thì đã tồn tại rồi chứ không phải là đợi tới lúc đó mới tồn tại. This is where our Lord rule and reign in hearts à, vương quốc trời tồn tại đó là tại cái nơi mà chúa ngài cai trị chúa ngài cai quản và cụ thể đó là ở trong lòng chúng ta nước thiên đàng ở trong lòng chúng ta he he is supposed to ruin each and every christian có nghĩa là chúa ngài cai trị chúa ngài cai quản trong lòng của mỗi người tin ở chúa mỗi cơ đốc nhân like i say many times before god given many many uh, titles many names và như tôi từng nói cho anh chị em là Chúa chính Ngài đó, Ngài có nhiều danh xưng khác nhau, Ngài có nhiều danh hiệu khác nhau. Khi of, of heaven. Ok chúng ta nói rằng là vương quốc thiên đàng hay là vương quốc của trời như vậy thì chúng ta cũng nhắc mình nhớ rằng là chúng ta là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. The moment we are born again of the spirit of God, we are now we enter kingdom of heaven by faith cái lúc mà chúng ta tin nơi Chúa giê chúng ta được tái sanh á là chúng ta bước vào trong vương quốc của trời là bởi đức tin. When I mention by faith it also means it's a spiritual reality, a real thing, yeah, real spiritual. Khi uh, tôi uh, nói reality. là bởi đức tin từ đây thì tôi muốn nói rằng đây là cái thực tại. Đây là điều thực sự chứ không phải là điều mình tưởng tượng đó đâu. Yeah. So before the Lord comes the next time we already enter but now we keep entering thì một ngày kia khi Chúa Giêsu quay trở lại thì chắc chắn chúng ta sẽ được vào hưởng vinh đức trời rồi. Nhưng mà bây giờ ngay cả bây giờ nè khi chúng ta tin Chúa thuộc về Chúa rồi thì chúng ta vẫn liên tục bước vào để hưởng vinh đức trời. So enter by faith and by chúng ta bước vào là bởi đức tin và chúng ta bước vào là bởi sự ăn năn. Yeah, we keep we keep chúng Ta cứ lý tục tin cậy Chúa và chúng ta lý tục ăn năn. Yeah, that's what we call the journey. We call the race. À, nên chúng ta gọi đó là gì? Chúng ta gọi đó là một cuộc hành trình và chúng ta gọi đó là một cuộc đua. Yeah, the kingdom of heaven is also not a New Testament idea, but actually way back in Old Testament, you find there many scripture descri describing the kingdom of God, the kingdom of heaven. Và vương quốc của trời hay là vương quốc thiên đàng á thì cũng không phải là một cái khái niệm gì mới của thật tương ước thôi. Mà thật ra nếu anh chị em đã xem từ trong cầu ước thì anh Trang em cũng đã thấy ở trong cầu ước cũng đã bàn tới vương quốc của trời hay là vương quốc thiên đàng rồi But it's not, it's not sin. À, nhưng mà rõ ràng là chúng ta không có thấy nó quá rõ ràng được trình bày ở trong cầu ước Of supreme nhưng mà rõ ràng là khi mà mình nhìn vào thiên nhiên chẳng hạn, mình nhìn vào các tạo vật thì mình biết rằng là à, có một đấng tối cao có một đấng uh, tạo hóa là đấng uh, cai quản muôn loài vạn vật ở trên thế giới này and, and the Lord Jesus came in 2000 to inaugurate the kingdom of God uh, và rồi uh, chính Chúa Jesus Christ ngày đã đến trên đất này cách đây 2000 năm đó để rồi ngài cũng là uh, tuyên bố một cách rõ ràng à, uh, như là vương quốc của trời đã đến yeah. and when he came as a A baby in the womb of Mary, that was the start. Hallelujah. À, và rồi khi mà ngài uh, dập thể đó ở trên đất này, đầu tiên là như một thai nhi ở trong lòng trong dạ của Mary, thì ngài đến như một vị vua đó. When the woman started to uh, into ministry at age of 30, you can say the King God is here. À, và rồi lúc mà Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của ngài vào năm ngày 30 tuổi thì sứ điệp của Chúa Giêsu rao giảng đó là vương quốc thiên đàng hay là vương quốc đúng trời đã đến gần. Yeah. So the work of inauguration finally was confirmed when he laid down his life for us. Mm, say again, please. Yeah, the king, the work of inauguration of the kingdom of God was confirmed when he laid down his life for us. Và rồi Chúa ngài um, đúng như là thể hiện cái công việc của ngài Uh, được xác nhận như là ngài là vua trong vương quốc của ngài đó thể hiện ra qua việc ngài sẵn sàng để phó sự sống của ngài vì con chúng ta and then he, when he went to the cross he rose again on the third day rồi khi ngài lên thập tự giá như vậy ngài chịu chết thập tự giá và ngày thứ ba ngài từ cái chết sống lại so we can say the king has died the king was buried Và chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu như là vị vua đã chịu chết thay chúng ta và ngài đã chịu chôn. But praise God, he was he rose again on the third day. À, ngồi khen Đức Trời bởi vì Chúa Giêsu đến ngày thứ ba ngài đã sống lại từ cái chết. You remember the king went around for 40 days after his resurrection. Và rồi chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu gọi là vua thì sau khi ngài sống lại thì ngài yeah. Uh, di chuyển ngài đi lại trên đất này trong suốt 40 ngày. He was seen by many people as many 500 disciples all saw him. À, và Chúa Giêsu được nhiều người chứng kiến là ngài đã sống lại và cái thánh đó là có hơn 500 anh em đã xem thấy Chúa Giêsu ngài đã sống lại từ cái chết rồi. And he was teaching them và rồi Chúa Jesus dạy dỗ những cái người môn đồ của Chúa đó. And I believe that the teaching he taught them was talking with kingdom of God. Tôi tin là lúc đó Chúa Jesus giảng dạy trong suốt 40 ngày trước khi ra tháng thiên đó là ngày giảng dạy về vương quốc Đức Chúa Trời. It's not listed in the Bible but we we know that one of these ask him when are you going in? when are you going to establish your kingdom. Ờ à, kinh thánh thì không có nói rõ Chúa Jesus mà um, giảng dạy cụ thể cái gì về vương quốc của trời nhưng mà các môn đồ lúc đó họ có hỏi chúa đó là lạy chúa đây có phải là lúc mà chúa tái lập lại vương quốc Israel chẳng hay là họ nghĩ rằng là vương quốc của trời cũng là vương quốc Israel đó So he said the same thing to them, the same thing to us. He said, not for you to know, but for you to know, you are supposed to be witnesses for me nhưng mà rồi Chúa Jesus rất là kỳ hạn và thời giờ mà cha tự quyền định lấy ấy là điều các con không cần phải nên biết và cũng điều này cũng đúng với chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải biết rằng là, là khi nào Chúa tái lập lại vương quốc Israel. Mà rồi Chúa nói rằng là, là các con sẽ nhận lấy quyền năng để làm chứng nhân cho ta. Amen. So it's the same thing you don't know when but most important you start to be witnesses for the Lord Jesus Christ. À, thật ra cái vấn đề nó không nằm ở chỗ là Chúa khi nào uh, Chúa tái lập lại vương quốc Israel à, mà anh nghĩ là vương, quốc à, uh, đức của trời hiển nhiên cho đất này đó nhưng mà cái vấn đề là gì chú muốn bây giờ chúng ta tập trung vào việc là làm chứng nhân cho chúa trong quyền năng của ngài đó That's a word for the church, a word for every believer. Và đây là lời dành cho hội thánh của Chúa và đây là dành cho mỗi một người tin ở Chúa cần phải đi ra làm chứng nhân ở Chúa. Yeah, in the same conversation, you you be you you stay here until you get the power from on high, then you become my witnesses. Và cũng trong cái câu ở trong uh, công vụ đời số 1 á từ câu 5 đến câu 8 là Chúa Giêsu đó là cái con hãy chờ trong thành Jerusalem cho đến khi các con được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Amen. So he went back to heaven end of the 40 day 40th day he was he had his coronation, he was crowned the king of kings, the lord of lords. Và khi uh, sau 40 ngày như vậy Chúa Giêsu đã thăng thiên và Chúa Giêsu nhận lấy cái hoặc là cái mẫu hoa hay là mẫu triều thiên của sự vinh dự đó là gì Ngài được gọi danh hiệu là vua trên mọi vua và chúa trên mọi chúa yeah, he sitting in the position of authority power and dominion à lúc đó Chúa Giêsu được ngồi bên phải đức Chúa là Ngài ngồi trên cái vị trí của quyền uy của cái quyền cai trị của thẩm quyền Sức that was his job hallelujah đó cũng là cái công tác mà hiện nay Chúa Giêsu đang làm And one reason, one main reason he send the Holy to each believer so that we can be empowered to do the work that Lord Jesus did. À, một những lý do mà Chúa Giêsu ngài sai phái Đức Thánh Linh ngài đến trên đất này là để làm gì? Một những lý do là để chúng ta được mặc lấy quyền năng từ nơi Chúa và để chúng ta đi ra và làm những gì mà Chúa Giêsu đã từng làm. Amen. So I want to remember the Lord was crucified. Để tôi muốn anh em được nhắc nhớ rằng là chính Chúa Giêsu Christ ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. So the crucifixion of the Lord of the King is a very important part of the kingdom of God. Và cái việc mà Chúa đến thập tự giá như cương vị trong cương vị của một vị vua và kính Thái, uh, Ph cũng có nói rằng là uh, vua đó, ngài là vua đó viết cái bản trên thập tự giá đó thì đây là một phần rất là quan trọng ở trong cái đời sống chúng ta. So for many months before we were concentrating on the cross The saying of the cross and the people around the cross. Và trong suốt nhiều tháng như vậy, khi mà chúng ta học về vua của trời, thì chúng ta cũng có uh, tập trung để nói về những cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu đã nói ra trước khi ngài chúc linh hồn ở trên thập tự giá đó. Và chúng ta cũng học về những cái nhân vật xung quanh, uh, cái bối cảnh tại thập tự giá lúc đó. Yeah, you, you may remember the seven saying at the cross và chúng ta nhớ rằng là tại thập tự giá như vậy thì uh, trước khi Chúa Giêsu chết đó, thì ngài có nói bảy câu nói khác nhau. We spend many many months but we still on the third saying of the cross. Thì uh, chúng ta đã nói trong nhiều tháng rồi nhưng mà tới thời điểm này thì chúng ta vẫn dừng lại ở câu nói thứ ba mà Chúa Giêsu nói trước khi ngài chúc linh hồn. the third saying is found in John chapter 19. Và câu nói thứ ba này của Chúa Giêsu được tìm thấy ở trong Giăng chương số 19. Verses 26 to 27 câu 26 và câu 27. Yeah, we've been teaching quite a lot even on these two verses. Uh, chúng ta cũng đã học rất là nhiều và nói rất là nhiều liên quan đến hai câu kinh thánh này. So I want to read that again. Và tôi muốn đọc cho quý anh chị em nghe hai câu này một lần nữa. Yeah, let's go to uh, John chapter 19. Bây giờ chúng ta cùng xem nha trong Giăng 19. For context purpose we go to 23 vì vấn đề uh, chúng ta cần phải xem cái thánh theo mặt vang này chúng ta cần phải xem từ câu 23 All the way to 27. cho đến câu 27 yeah, can you please read, Pastor? Yes. Yes. khi đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu và thập tự giá rồi những người lính lấy y phục của ngài chia làm bốn phần mỗi người một phần họ cũng lấy áo dài của ngài nhưng áo dài này là một tấm vải dệt từ trên xuống dưới không có đường may vậy họ bảo nhau đừng xé nó ra nhưng hãy bắt thăm xem ai được như vậy Điều này làm ứng nghiệm lời kinh thánh Họ chia nhau y phục của ta Bác thăm lấy áo dài ta Đó là việc bọn lính đã làm Đứng gần hợp thời giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ ngài Chị với chị của mẹ ngài Với Mary vợ Cleopa Và Mary Magdalene Đức Chúa Giêsu thấy mẹ ngài và môn đồ ngài yêu thương Đang đứng gần thì nói với mẹ rằng Thứ bà đó là con của bà rồi ngài nói với môn đồ ấy, này là mẹ của con. Từ giờ đó môn đồ này đem bà về nhà mình. Tôi đọc cho bạn hiểu đến truyền thông. Amen. Uh, let's go to verse 23 quickly. Bây giờ chúng ta xem câu 23 thật là nhanh. À. Yeah, we go to 24. Uh, câu 24 luôn. Yeah, I already touched on the soldiers about their character. À, uh, tôi cũng đã từng nói đến um, nhân vật trong cái bối cảnh câu chuyện này đó là các người lính. Let me just pass a quick comment on 2024. What they have done, uh, you, you read that, so this was fulfill the scripture which say they shall Divide, they divide my garments among them and for my clothing they cast lots so yeah. the soldier did these things yeah, yeah. thì tôi sẽ nói nhanh liên quan đến các người lính ở thời đây. thì uh, trong bối cảnh này thì những gì mà những người lính họ làm đó thì kinh thánh nói là khiến cho lời kinh thánh nói đã được ứng nghiệm đó là họ chia nhau y phục của ta và bắt thăm lấy áo dài ta và đó là việc bọn lính đã làm yeah did this is actually you find that uh, the, what has the soldiers done there's a prophecy released already of what they will do. Ở đây chúng ta thấy được là liên quan đến những điều mà những người lính họ làm nó thì đã có lời tiên tri báo trước về việc họ làm. Yeah, Psalms 22 was what it was referring to. Uh, thì uh, cái lời đó được nói đến trong thi thiên 22 câu 18 á, báo trước về những điều mà những tên lính này làm. Yeah, somebody says that the Old Testament you can find the Lord Jesus everywhere. Thì uh, có một người họ đã từng nói thế này là khi mà anh chị em đọc cựu ước á, thì anh chị em có thể bắt gặp Chúa Giêsu ở mọi sách ở trong cựu ước. Yeah, in fact the very beginning of creation you find you have Father God, you have the Lord Jesus Christ and you have the Holy Spirit. Và thật ra từ trong sự sáng tạo của Chúa Giêsu, sự lộ sự sáng tạo của Đức Chúa Trời được ghi lại trong sách Thánh Ký thì anh chị em đã thấy có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và uh, uh, Đức của Linh. For example you find the Lord is the word of God ví dụ như chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu ngài chính là lời Đức Chúa Trời đó ngài là Ngôi Lời. Yeah, so you find the Father say let there be light and then uh, there was the word being released and that is the Lord and then you have the Holy Spirit hovering over the creation. À, thì chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha ngài phán rằng à, hãy có sự sáng, à, thì cái lời phán ra đó chính là Ngôi Lời đại nói Chúa Giêsu Christ đó ngài là Ngôi Lời. Rồi cái thánh thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước hay là à, Đức thánh Linh ngài hay hoặc là dùng lời đức của trời uh, hay là cái cùng đồng công với lời đức của trời để khiến cho cái điều đó được thành tấu Amen. So you need to understand the Old Testament have a lot of prophecy concerning the Messiah and the Messiah to come. Nên uh, chúng ta nhắc lại đó là trong cựu ước đó anh chị em thấy được rằng là có rất là nhiều cái lời tiên tri báo trước về Đấng Messiah và sự đến của Đấng Messiah. Yeah, even after the fall of man in Genesis chapter 3 verse 15, Ờ, à, ngay cả khi mà con người sa ngã đó thì đã có lời báo trước của Chúa được ghi lại trong sách ký chương số 3 câu 15. There's a prophecy about the virgin birth and the seed of the the woman will crush Satan under his feet. Ờ, à, thì ở tại đây à, trong sách ký chương 3 câu số 15 đó là lời tiên tri nói về việc mà một chính nữ sẽ sinh con và nói về dòng dõi của người nữ sẽ dây đạp đầu con rắn. office. Ngay cả trong các sách công cụ ước, anh chị em thấy rằng là cho dầu không có nói rõ là danh Chúa Giêsu ra, nhưng mà đề cập đến Chúa Giêsu qua cái, cái gọi là cái địa vị của ngài, qua cái chức vụ hay là qua công tác của Ngài được nói đến trong các sách trong Cựu Ước. For example in the book of I book, uh, prophet Isaiah there are many references to the the, son, the suffering servant. À, ví dụ như trong sách uh, Tiên tri Isaiah chẳng hạn thì có rất là nhiều lời tiên tri nói về Chúa Giêsu Christ hay là Đấng Messiah đã được nói đến như là một tôi tớ chịu khổ.

Và bây giờ ngay cả trong sách Daniel Anh chị em đọc Daniel chương số 7 Thì cũng mô tả về Chúa Giêsu là con người đó Đang nói đứng thượng cổ hay là đứng tối cổ là Đang nói đến Chúa Giêsu Christ đó hmm. Amen. So the, the Bible is full of the prophecy and, and the prophecy in the Bible has been actually fulfilled. Somebody said, I forgot the number now. A lot of percent have been fulfilled now. Uh, à, và à, để có thể nói như thế này là rất là nhiều cái lời tiên tri ở trong cầu ước như vậy. À, tôi quên mất là cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm rồi nhưng mà cái tỷ lệ mà đạt, những lời tiên tri đã được ứng nghiệm là rất là cao và còn một số lời tiên tri là sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. So when you even read John chapter 9, just now, uh, 19, 22, 24, you straight away tell you if you read the Bible properly, the the, the Messiah has come, crucified, and he's coming back again. À, và ở đây chúng ta thấy được rằng là Chúa uh, trong gian đoạn 19 chúng ta à, nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu đến như là đấng Messia rồi ngài chịu chết rồi um, rồi về sau này ngài sẽ gọi là tái lâm hay là ngài sẽ quay trở lại trong văn cho ông ta thấy được điều đó. Amen. Oh, 25 we talk a lot about Mary Magdalene and also about Mary uh, the mother of the, the Lord Jesus Christ. Và đó trong văn đoạn 19 câu 25 thì uh, chúng ta cũng đã dành thời gian nói về những nhân vật ở trong câu 25 ví dụ như chúng ta nói về Mary là mẹ Chúa Giêsu đã Rồi chúng ta nói với lại giao về Mary Magdalene đó. Đó, đó là những cái nhân vật mà chúng ta dành nhiều thời gian để nói trong những tháng trước rồi. Amen so I want to go back to 26 now. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong Ma xin lỗi trong Giăng 19 câu 26. Amen so you you talk about here you have uh, 26 the, the Lord spoke to the mother and said, Woman, behold your son. Let's go to 27. And he said to his disciple John, Behold your mother. Có câu 26, Đức Chúa Giêsu nhìn thấy mẹ của Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ rằng thứ ba đó là con của bà. Rồi Ngài nói với môn đồ ấy, câu 27 đó, Này là mẹ của con, từ giờ đó môn đồ này đem bà về nhà mình. Yeah, like I mentioned the last time, the Lord was concerned about his earthly mother welfare như tôi từng chia sẻ với anh chị em những tháng trước đó, là nói về việc Chúa Giêsu đó là Chúa đó gài rất là quan tâm về cái um, về giống như là cái sự um, khỏe mạnh sự việc bà mẹ của gài đó cần phải được chăm sóc chú đáo The mother or uh, the brothers then was not believers và lúc đó là mấy em trai của Chúa Giêsu thật ra họ vẫn chưa có tin Chúa Giêsu nên yeah. Chúa Giêsu không thấy an tâm để uh, giao mẹ của ngài cho mấy em trai. We know at least the name of two brothers there. Uh, chúng ta biết là ít ra thì cũng có uh, tên của hai em trai của Chúa Giêsu. We have the name James, one of brother. Có một, ông, có một ông em Chúa Giêsu đó là ông Jakob. As another person called Jude, có một ông khác là em Chúa Giêsu là là Jude but Jude, uh, Jude actually is Judas hallelujah. Thật ra cái tên Jude đó là mà, uh, dịch né thôi, cái tên chính xác là ông này tên là Judah đó. Nhưng mà sợ là lẫn lộn với Judas Iscariot nên là thôi dịch là Jude cho nó đỡ lộn. So this Jude Jude didn't want to be connected with this betrayer. So uh, he I I believe he got few names so he used this name called Jude instead of Judas. Uh, có lẽ là ông 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 Jude này ông không có thích bị người ta lẫn lộn với lại ông Judas Akeriot nên là ông này có lẽ ông có vài tên nên cuối cùng ông ông chỉnh cái tên của ông thành là Jude luôn nên đó là lý do vì sao ngày nay mình có sách Jude đó so he therefore he therefore because he cannot trust anybody else to let the mother they taking off so he called John to look after the mother đó là mấy ông em của Chúa Giêsu lúc đó là chưa có là Chúa Giêsu chưa có tin tưởng mấy ông này bởi cái đó nên là Chúa Giêsu thấy là có thể tin tưởng được Giang nên Chúa Giêsu đã ủy thác cho Giang ở trách nhiệm để chăm sóc mẹ của ngài về phần xác đó là Mary. But I want to suggest to you actually by this action he was honoring his mother or his parents. À, nhưng mà tôi muốn anh chị em cũng cần mình lưu ý rằng là qua cái hành động này của Chúa Giêsu thực chất mà nói là bởi vì Chúa Giêsu thể hiện lòng tôn kính lòng hiếu thảo đối với lại uh, gọi là phụ mẫu đó hay là Uh, chúng ta không thấy giờ chúa sếp đâu gì mà Bây giờ có mary thì chúa giêsu thì lòng uh, hiếu kính ngài em phải, tôi remember the lord himself was sinless chúng ta nhớ là chính chúa giêsu ngài là đấng hoàn toàn vô tội, the man was able to obey every command thì đó có nghĩa là chúa giêsu về phần ngài ngài tuân thủ tất cả mọi cái điều răn luật lệ của luật pháp, yeah. yeah. if he is not sinless you and i cannot be our redeemer bởi vì nếu Chúa Jesus mà không hoàn toàn vô tội như vậy thì Ngài không thể nào là đứng cứu chuộc của anh chị và tôi được đâu. He cannot be our sacrifice. À, nếu Ngài không hoàn toàn vô tội thì Ngài cũng không thể nào làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta được đâu. Because every, any sacrifice that was accepted to God got to be blameless, we were blemish. À, bởi vì bất cứ sinh tế nào mà được Chúa chấp nhận nó buộc phải là sinh tế uh, không chỗ trách được, không tì vết. So he was able to obey every command given under un, uh, in, in, the law of Moses. Nên uh, Chúa Giêsu cần phải là đấng tuân thủ toàn bộ những cái điều răn luật lệ được quy định trong luật pháp môi xe yeah, Honoring your parent is one of the found in the Ten Commandments. Và tôn kính hay là hiếu thảo cha mẹ đó với cha mẹ là một trong mười điều răn mà được quy định trong luật pháp môi Even he was about to die, yet he make sure his earthly mother have been taken well care of. Đó vào lúc đó Chúa Giêsu sắp sửa là chúc linh hồn rồi nhưng mà Chúa Giêsu phải đảm bảo rằng là mẹ của ngài là Mary phải được chăm sóc một cách tử tế. So let us read Exodus chapter 20 verse 12. Bây giờ chúng ta cùng xem đi trong xuất Ai Cập ký hay là suốt Ai Cập ký đoạn số 20 câu số 12. Yeah, Exodus chapter 20 verse 12 command the to honor their parents. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 20 câu 12 nó rằng là hãy hiếu kính cha mẹ của con. Yeah. Honor your father and your mother that your days may be long upon earth which the Lord your God has given you. Để con được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho con. Yeah. As, you, yeah. As you know, there are 10 commandments. Nhưng cha biết đó là ở đây là trong phần cơ thánh này nói về 10 điều rằng. And this is one of them. Và đây là một trong 10 điều rằng. So you so this is only command that has a promise if you obey Yeah. và trong 10 điều răn này thì đây là điều răn duy nhất mà có lời hứa kèm theo một khi anh chị em tuân thủ, một khi anh chị em làm theo. So I say a direct promise? À, nên chúng ta có thể gọi đây là một cái lời hứa mà mang tính trực tiếp có nghĩa là mình làm theo cái điều răn này là mình nhận được cái lời hứa này. Because you read in the book of Deuteronomy, you find that when you hặc voice so and so, on and so on, you get blessing also yeah Ờ uh, ví dụ bởi vì sao bởi vì những cái lời hứa khác ví dụ như là trong phục truyền luật lệ ký chương 28 thì lời Chúa nói rằng là A, nếu mình uh, cẩn thận chú ý lắng nghe điều răn luật lệ của Chúa thì rồi uh, những cái luật uh, những phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổi cho đời sau của mình như thế nào Then here if you honor your father and mother your days will be long on earth đó bây giờ ở tại đây ở trong Xuất ai cập ký đoạn 20 thì chúa đưa ra lời hứa trực tiếp luôn là một khi mình hiếu thảo hiếu kính cha mẹ của mình thì lúc đó mình sẽ được những ngày dài hay là sống lâu sống khỏe trên đất này mà chúa ban cho mình. So we you notice the word earth and you also notice your days will be long. Nên tại đây mình để ý cái từ nhất là từ đất và thứ hai là những ngày uh, được sống lâu ở trên đất này. When we talk about blessing of long days, it's not just the number of years, but also long years, but healthy life. Ở đây kinh thánh mà khi mà nói đến sống lâu ở đây thì không chỉ là mang cái tính là nói về uh, năm dài tháng rộng đâu, nhưng mà uh, sống lâu thì đây còn hai yếu tố là sống lâu mà sống khỏe nữa, có nghĩa là chương thọ, uh, sống lâu, sống khỏe, sống thọ. So, but I think I want to understand with one reason why these people who honor their father and mother in the time of Moses will be long because if you don't obey, you do something to your parent, you can be stoned to death. Tôi cũng cho chị em hiểu được rằng là một những lý do mà vì sao mà những người nào hiếu thảo hay là hiếu kính đối với cha mẹ vào thời của mô se thì họ sẽ được sống lâu. Ở trên đất này nó có lý do của nó là bởi vì nếu mà họ không chịu hiếu thảo với cha mẹ mà vào thời của mô se là coi như là họ sẽ bị ném đá cho nó chết chứ không còn cái cách nào sống lâu được. You find this in the, the, the elder teaching, the oral, uh, teaching, and also in the book of à, nếu mình thấy được điều đó đó, ngay cả trong những cái uh, những cái uh, sách phục truyền Lệ ký nè, thậm chí trong những cái sách mà được gọi là những cái lời truyền khẩu của người Do Thái họ truyền lại đó, thì họ cũng có nói rõ về vấn đề này luôn. Those who want to take note, you can chapter 21. Dạ, ai trong anh chị em có ghi chép á, thì anh chị em có thể ghi xuống địa chỉ kinh thánh đi ở châu phục chùa lệ ký chương số 21. Verses, yeah. Verses 18 to 21, yeah. Ở từ câu hạ 18 cho đến câu 21. Yeah. We, we won't read that, we just going to go too quickly. Yeah. À, chúng ta sẽ không có đọc phần cái thánh này đâu, tại vì chúng ta sẽ nói nhanh nhanh cái chỗ này thôi. So I mentioned to you yesterday, uh, I know what we are talking about stoning. When you stone you, they surely you will die. Và như tôi đã nói anh chị em cái tay mấy bữa đó là Uh, vấn đề ném đá của người do thái đó khi người do thái mà họ ném đá là họ ném đá là ném để đảm bảo rằng là mình chết á chứ không phải là ném cho 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 vui đâu we mentioned paul went to the city called istras he was stoned but he seems to be dead but he was raised from the dead anh nhớ là khi mà phaolô ông đi đến giảng uh, ở tại litur đó là tại đó ông bị ném đá và uh, người ta nhìn thấy ông là chết rồi đó đó và người ta tính ông chết rồi nên ta kéo xác ông ra khỏi thành đó đó and there are many why they can stone you to death number one, when you don't honor your parents uh, có nhiều lý do khác nhau mà người ta sẽ ném đá một người cho đến chết thứ nhất uh, là vì, vì người đó không có chịu hiếu thảo không có chịu hiếu kính đối với cha mẹ there are some even children curse their parents thậm chí là mấy đứa con là chửi cha mắng mẹ nữa mà so when they curse their parents this is another law they will stone to death À, bây giờ khi mà mấy đứa con mà chửi cha mắng mẹ Là coi như là có luật lệ rõ ràng Trong kinh thánh là Mấy đứa con nó phải bị lôi ra để ném đá cho đến chết thôi The scripture reference Exodus 21 Thì uh, phần kinh thánh mà chúng ta có thể thấy được ở Trong suốt Ai Cập đoạn 21 đó yeah. Yeah. Verse 17, 21, verse 17. À, câu số 17. Yeah. So the, 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 the Jewish people are very Uh, they're really thinking, they're really concerned about family and parents. bây giờ đối với người Do Thái đó họ rất là quan tâm đến cái mối quan hệ đối với cha mẹ đó. Ở đây nói là cái nào nguyên rủa cha hay mẹ của mình phải bị xử tử. But we also know that in New Testament teaching in the book of Timothy. Bây giờ tại đây chúng ta cũng biết dựa trên lời của Chúa uh, có sự giảng dạy trong tân ước uh, đặc biệt cụ thể là trong sách uh, Timothée. In the last day, the people will be lovers of themselves, lovers of money. Thì uh, Phaolô có nói uh, trong sách Timothy Nhị chương số 3 nói về ngày cứu rốt đó thì uh, uh, là thời kỳ khó khăn người ta sẽ thậm chí là người ta nói những lời phạm thượng đó. So when they love themselves, they do, will not be loving their parents. Rồi người ta trở nên vị kỷ, vị kỷ đây là họ chỉ biết yêu bản thân của mình thôi và khi mà họ chỉ biết yêu bản thân của mình thôi thì rõ ràng là không có yêu cha mẹ rồi. Amen. You understand? So this is the be a lot of things happening not just in the, among the Jewish people, even among every society. Đó, ở đây chúng ta thấy có rất nhiều cái vấn đề xảy ra. nó không chỉ là trong xã hội của người Do Thái mà thôi, nhưng mà ở trong bất cứ xã hội nào của loài người trải qua các thời đại thì nó đều có những cái nét tương đồng với nhau. So we as Christians have to be very careful. Chúng ta là cơ đốc nhân này, chúng ta phải rất là cẩn thận trong vấn đề này. Because the Lord is very concerned about how we deal with our parents. Bởi vì Chúa rất là quan tâm về cái cách cái lối xử sự cư xử chúng ta đối với cha mẹ mình. How you treat your parents has a reflection how you treat God whom you cannot see. Bây giờ mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào nó cũng phản ánh phần nào về cái lối cư xử của mình, lối hành xử của mình đối với Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ mình thì mình thấy được, còn Đức Chúa Trời mình đâu có thấy được và bắt đâu. The Lord is concerned about parents responded to the children and also the same the children responded to the parents. Đức Chúa Trời rất là quan tâm đến việc là cha mẹ cũng cần phải có trách nhiệm đối với con cái và con cái cũng cần phải có cái bổn phận đối với cha mẹ của mình. That's why there also there's an emphasis in New Testament teaching talking about taking care of your parents. Đó nó có sự nhấn mạnh chúng ta tương ước về việc là con cái là phải chăm sóc cha mẹ của mình. So let's back to the children. Is children respond to make sure their parents are À, thật ra đó Chúa muốn là mình là con cái mình phải đảm bảo rằng là cha mẹ mình phải được cung chu cấp cung ứng một cách đầy đủ ở trong cái cái đời sống của họ Nghĩa là bao lâu họ còn sống trên đất này là họ phải cũng có, có được là con cái phụng dưỡng. À, đây cũng là cái sự giảng dạy từ chính Chúa Giêsu này cũng giảng dạy về vấn đề là phải hiếu thảo với cha mẹ mà. Yeah. He's concerned about how the children treat their parents. Chúa, Chúa Giêsu rất là quan tâm đến việc con cái đó trong cách hành xử, cách đối xử với là cha mẹ của mình. Yeah, we will talk about that later. I we'll give the reference later. À, tôi sẽ cung cấp cho anh chị cái phần kinh thánh uh, dẫn sau. There was a prevailing teaching and practice in his time. À, thì uh, vào thời đó đó thì cũng có sự thực hành và có sự giảng dạy khá phổ biến uh, và thời Chúa Giêsu đó. If were to have a gift to God. Yeah. Ví dụ như ai đó mà muốn dâng lên cho Chúa cái gì đó. Then he doesn't have to give the same he doesn't have to take care of his parents in that sense. Whatever give to God too bad. I'm not going to give it to you. Uh, thì uh, uh, thì người ta giảng dạy rằng là bây giờ mình muốn dâng cái gì lên cho Chúa thì uh, mình uh, được miễn trừ mình không cần phải gửi cho cha mẹ mình bởi vì mình chỉ cần nói với cha mẹ mình là ở oh, cái đó con dâng lên cho chúa rồi nên là không có phần cho cha mẹ đâu cái đó là của chúa nên là con là gọi là co ban á con dâng lên cho chúa rồi thì thôi cha mẹ khỏi oh, lấy you 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 bởi vì họ giảng dạy theo cái kiểu là ah, mình chỉ cần đến với cha mẹ mình nói với cha mẹ là cha, cha mẹ ơi tháng này con không có gì để gửi cho cha mẹ hết bởi vì uh, con đã dâng lên cho Chúa rồi nên thì uh, th th thôi con được miễn con khỏi gửi cho cha mẹ cái gì hết. Dạ. Yeah. So uh, Pastor Noah mentioned Cuban, that's correct. Yes. Dạ yeah. thì hồi nãy uh, một sư Noah có thêm cái chữ Cuban vô đó. Đó uh, là dịch ra là đúng rồi đó. Ừ. So let's read this context for let's read this Mark chapter 7. Dạ bây giờ mình xem đi ở trong Mark đoạn số 7. Uh, verse 11 to 13. Ờ uh, thì uh, chúng ta xem được câu 13 ha. Huh? Yeah, let's read that first, yes. uh, bây giờ đây Chúa nói rằng là gì? Uh, just one verse, right? 11 to 13. Yeah. Yeah, từ 11 cho đến 13. Như các ngươi lại bảo nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cho cha mẹ là cao ban, nghĩa là lễ vật đại dân cho Đức Chúa Trời, vậy các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa. Như thế các ngươi đã cố bám giữ truyền thống của mình mà chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Các người còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy. The whole context is this. Bây giờ toàn bộ cái mạch văn này đó là như thế này đây. It's found in Mark chapter 7. À, uh, thì cái mạch văn này tôi tìm thấy trong Mark chương số 7 đó. Reading from verse 1 to 13. Chị em có thể xem lại từ câu 1 cho đến câu 13. Yeah, I will go quickly through so we don't, you can refer to it on your own or you look when, when I talk. Huh? Yeah. Uh, thì tôi sẽ nói nhanh thôi. Còn anh chị em uh, về nhà đọc lại thì anh chị em sẽ có thể dễ hiểu hơn. Mark chapter 7 verse 1 to 13 talk about the discussion the Lord have with some Pharisees. Thì ở trong Mark chương số 7 từ câu 1 cho đến câu 13 thì đang nói về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với người Pha-ri-si lúc đó. He started the Pharisees asking the Lord why his disciples never wash their hand before eating. À, thì uh, bởi đầu câu chuyện này thì những người Pha-ri-si bắt đầu chất vấn Chúa Giêsu ồ oh, tại sao là môn đồ của thầy á uh, lại không có chịu rửa tay khi ăn nè. À? Mm. Hey man, you find in Mark, chapter 7 verse 1 to 5. This is a conversation. Trong cái cuộc đối thoại này thì uh, chúng ta thấy được câu số 1 đến câu số 5. Yeah, you find that you see we talk when we were washing of hand for the Jew was not for hygiene sake. À, thì đối với người Do Thái khi vấn đề họ rửa tay thì cái ý ý mình họ quan tâm nhất đó, đó không phải là vấn đề về giữ cái sự sạch sẽ về thân thể đâu, nó không phải là cái ý quan trọng nhất đối với họ. Yeah. Yeah. They for for it's for the, it's a ritual. Nó nó là cái nghi thức á, nghi lễ để họ rửa tay trước khi ăn chứ không phải là cái vấn đề chỉ đơn thuần là uh, vệ sinh. In certain way to wash your hand. Nên khi họ rửa tay, <laughs> họ có cái nghi thức rửa tay nữa. The same thing today if you go to a mosque today, you find a muslim, they also wash the hand, they wash your feet in a certain way. À, thì bây giờ giống như vậy đó bây giờ nếu ngày nay mà anh chị em đi vào trong những cái đền đền hồi giáo á à, thì anh chị em thấy mấy người hồi giáo đó họ cũng có cái bồn có cái khu rửa tay của họ thì họ cũng đi vào cái cho cái tới đó họ có cái nghi lễ rửa tay rửa chân của họ theo những cái cách thức mà họ đã được tập ở trong cái nghi lễ đó by such action they think they can be spiritually clean thì theo họ đó khi họ thực hành những cái Uh, nghi thức như vậy uh, theo cái lối rửa tay như vậy thì về phương diện thuộc linh đó họ sẽ trở nên tinh sạch. They think they can be holy by just washing the hand, washing the feet and so forth. Họ uh, tin rằng là chỉ đơn thuần dựa trên cái việc họ rửa tay, rửa chân như vậy theo cái cách thức đó đó thì họ sẽ được uh, tẩy sạch về phương diện thuộc linh. It's to do, just uh, thì bây giờ chúng ta cần phải hiểu được rằng là cái này nó không có liên quan gì tới cái vấn đề là họ ăn sạch ở sạch gì đâu Họ không phải là cái vấn đề mà vệ sinh cơ thể đâu nha Họ có niềm tin về vấn đề thuộc linh đó We cleanse only by the blood of the Lord Jesus Christ. là ngày nay chúng ta được thanh tẩy, được tẩy sạch là nhờ dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Amen. No other way. Only one way. À, không có con đường nào khác, không có cách thức nào khác đâu. Chỉ có một cách duy nhất để anh chị em thật sự được tinh sạch. Chúa mặt đức chúa trời đó là nhờ huyết Chúa Jesus. So that's the problem, yeah. À nên đây là cái rắc rối và đối, mà đối for đối them, Thái. is the teaching is like as good as God's word, as good as God's law. Và bây giờ đối với người Do Thái đó, họ giảng dạy cái truyền thống này đó, mà nói họ nhấn mạnh đến cái mức độ họ xem cái sự giảng dạy này có giá trị ngang bằng với lại lời Đức Chúa Trời luôn. Amen. 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 My bad, my iPad did, dead. Hallelujah. i about to hết pin rồi. <laughs> I don't know. I thought it's charged. Hallelujah. anyway, I have another iPad, so it's okay. Hallelujah. Tôi còn thủ cái khác nữa nên giờ tôi lấy cái khác là. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, yeah. Chúa. So, <coughs> let's go to yeah, Mark 7. Đúng rồi, quay trở lại Mark đại số 7. So 6 to 10 verses I quickly I will just summarize. tại vì tôi đang tóm lược cho anh chị <coughs> em đó để tôi cố gắng để cho anh chị em hiểu được cái cái ý tại đây. So the Lord rebuilt them, calling them to be vain Worshipper. Nên là Chúa Giêsu trong cái hoàn cảnh này ngày quả chất những người do thái lúc đó đó, người nói rằng là cái sự thờ phượng cái ngươi chỉ là vô ích, vô nghĩa mà thôi. Yeah. We can be worshipping in the church, but we can be vain worshipper. Có nghĩa là trong nhà thờ hay là trong trong cái nơi nhóm lại mình có thể thờ phượng Chúa đó, nhưng mà Chúa gọi đó là cái sự thờ phượng đó là vô nghĩa, thờ phượng đó là vô ích. So we have to be very careful chúng ta phải rất là cỡ trọng đời sống của chúng ta. It is the of our heart. Vấn đề quan trọng là cái thái độ tấm lòng của chúng ta là gì? The Lord them vain because they only honor God with the lips, with the heart far away. Chúa gọi sự thờ phượng của họ là vô ích hay là vô nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì họ chỉ thờ phượng Chúa trên cái miệng của họ, trên môi lưỡi của họ thôi. Thực chất là lòng họ cách xa Chúa lắm. That's why when you come to worship the Lord, when we sing song to the Lord, it's not singing a song. Đó, đây là điều quan trọng khi anh chị em đến với Chúa, anh chị em thờ phụ Chúa, anh chị em hát lời khai Chúa thì nó không chỉ dừng lại chỗ là hát một bài, cho nó có hát thôi. Yeah, you are coming in the presence of God. Nhớ là lúc mà mình thờ phụ Chúa là mình bước vào trong sự hiện diện của Chúa. You are worshiping Him as if He's there. Mình thờ phụ Chúa như thể là Chúa thật sự đang ở tại đó. Yeah, when you don't worship that he is there, then you're not worshiping. Thì mình không có thờ phượng như thể Chúa đang ở tại đó với mình thì th thật ra mình chẳng thờ phượng gì cả. We are in English we're going to a motion, we're going to a ritual. Thì trong tiếng uh, tiếng Anh nó có kiểu là làm theo quán tính, nó làm theo thói quen, làm như cái kiểu là cái kiểu là kiểu giữ lễ thôi chứ cũng chẳng phải là uh, thật sự có một cái đời sống thật sự thờ phượng Chúa. In the book of John. God is looking for true who will worship with spirit and in truth. trong sách uh, gian Chúa Giêsu từng nói trong gian đoạn số 4 câu 23 24 nói rằng là những người thờ phượng thật là những người thờ phượng trong tâm linh và dựa trên chân lý. and spirit and the true spirit can also mean your heart. What is the heart? Is that a heart of worship? Chữ tâm linh ở đây nó gọi là thờ phượng cho thánh linh đó, là cũng là thờ phượng xuất phát từ tâm linh của mình tấm lòng của mình có nghĩa là xuất phát từ con người bên trong của mình same thing yeah many people think they go to church they will be holy à, thì có nhiều người uh, họ nghĩ rằng là bây giờ mình uh, đến nhà thờ đó mình đến uh, gọi là hội thánh đó, thì mình mới thánh going to church doesn't save you my friends thật ra tự tự việc mình đi đến hội thánh thì nó cũng không có cứu được mình, chỉ vì mình đi giữ lễ hay là mình đi uh, giữ uh, giữ cái giờ nhóm. So don't deceive yourself. Nó mình đừng có tự mình tự lừa dối mình. So you really when you come to worship, you really focus on the Lord and pour your heart out for him. Đó khi mình thờ phượng Chúa đó là mình phải thật sự tập trung vào Chúa và dốc đổ tấm lòng của mình ra với Chúa whether the worship is nice music, whether the worshiper is the worship leader is out of tune, doesn't matter. You worship. Uh, cho dầu cái ông hướng dẫn người khi thờ phượng ông hát lạc giọng à, cái ông đánh đàn ông hát lạc điệu, ông đờ, ông đờn lạc điệu chẳng nữa. Nhưng mm. mà mình đừng có chấp nhất cái chuyện đó làm gì. Tấm lòng mình phải hướng đến với Chúa, mình phải tập trung để thờ phượng Chúa. And the other thing also he revealed that even further for rejecting God's command to give men tradition và rồi cái điều tiếp theo chú gõ trách những cái người này rõ ràng hơn tường tận hơn việc chú nói là các ngươi đã bỏ điều răng của, của trời mà các ngươi cố gắng để giữ cái truyền thống tập tục của loài người. Em nay trong hội thánh nó nhiều tập tục nhiều truyền thống lắm. Có những cái truyền thống là dựa theo cái giáo phái hay là dựa theo cái hệ phái đó. Uh, mà họ mỗi cái hệ phái họ có truyền thống riêng của họ. Yeah, I will give you two example I was once in in two time in Indonesia. À uh, thì uh, tôi kể lại cho anh chị em cái chuyện này đã từng xảy ra là có hai lần mà tôi bắt gặp cái chuyện đó bên Indonesia. Yeah, I was in this church and then this when I came out of the car this sister came in front of me and took my briefcase which contained my Bible. Thì uh, lúc đó đó là chuyện này có xảy ra là khi mà tôi vừa mới xuống xe hơi đó thì có một cái cô kia đó cổ từ trong nhà thờ cô bước ra và cổ sách cái cặp tát cho tôi hay là sách cái túi sách giùm tôi và trong cái yeah. sách đó túi sách đó có cái cuốn kinh thánh của tôi she will put she will carry my briefcase but she will carry my bible out open and she walk towards from the door front door to the church back to the the area where you preach the god preach the word of god Uh, she will walk chắc... from we will walk from the front door of the church. She will carry my Bible like marching step by step. She go and then when we reach that uh, pulpit, she hand me back the Bible. Yeah. Thì uh, cái chuyện này có xảy ra có hai lần bên Indonesia. Có nghĩa là lúc đó có cái cô này từ trong nhà thờ cô bước ra rồi cổ xin uh, cầm cuốn kinh thánh của tôi cô khi mà cổ cầm một kinh thánh của tôi đó, thì cổ cầm trên tay là cổ đi giống như cổ đi diễu hành vậy đó, cổ đi diễu hành, cổ đi vào trong cái cái cửa cửa trước của cái khán phòng nhà thờ đó, đó cổ đi vào cổ đó, cổ đi đến tòa giảng, Xong rồi cổ đứng bên tòa giảng đó, rồi, rồi cổ cầm cuốn kinh thánh hai tay là cổ đứng trong tư thế sẵn sàng để gửi kinh thánh lại cho tôi, à, giống như một cái nghi lễ đó. À, chuyển giao hay là gửi kinh thánh lại. Ừ. Amen. So this is a tradition of the church, maybe the denomination. I don't know. Ờ, uh, thì đó có thể là có gì cái đó là truyền thống hay là tập tục của cái hội thánh đó tôi không có biết nhiều khi But là another time yeah. another time is very embarrassing for the servant of God Và một cái lần khác thì lần này thì uh, nó cũng gây cho xấu hổ đối với người hầu vị Chúa so after your preaching they ask you to stand in front of the pulpit thì sau khi mình giảng xong đó thì họ muốn là mình đứng ngay cái khu vực tòa giảng đó. And they make everyone in the uh, in the congregation to come to you shaking your hand. Rồi họ yêu cầu tất cả mọi tín hữu ở trong cái buổi nhóm trong nhà thờ đó ngày hôm đó phải tiến lên phía trước để bắt tay với lại cái mục sư diễn giả. You understand? And they shake their hand. There's some money in their hand. <laughs> khi họ bắt tay mình đó, là trong tay của họ có tiền đó là cái họ nhét tiền vô tay của mình and they give the money to you à, có nghĩa là cứ mỗi lần họ bắt tay một cái là bắt tay nghĩa là có tiền bắt tay là có tiền đó đó là Can họ you imagine uh, somebody come and shake your hand give you some money à, anh chị bên dung á cái mình cứ phải đứng đó mình cứ đứng như trời chồng rồi cứ phải chờ hết người này người kia bắt tay mình rồi mỗi lần bắt tay xong là họ gửi tiền cho mình that's fine if you give one person gives you one time it's fine Giờ ví dụ như có một người gửi thôi thì ví dụ như là ai muốn gửi thì gửi ai không gửi thì thôi thì cũng không sao nhưng đằng này bắt ai cũng phải bắt tay bắt ai cũng phải gửi hết nữa. can you imagine hundred people coming give you some money như tưởng tượng là 100 người như vậy tiến lên rồi cứ mỗi người phải gửi tiền cho mình so when you receive money from the first person what do you do giờ mình nhận tiền từ cái người đầu tiên mình làm gì đây you put your hand, you left hand and put your pocket bây giờ cứ cứ phải là mình mình bắt tay phải đúng không tay phải mình bắt tay sau nó nhét tiền vô tay phải mình cái tay phải cứ phải truyền vô tay trái tay, tay trái như tối kiểu là cứ phải đi làm đi làm lại cái bắt tay rồi cứ lấy tay tiền tay phải rồi cứ bỏ tiền vô tay trái rồi cứ nhét tiền vô túi cứ cái kiểu này lạ đời đúng không Let's be frank. As a preacher, become very thick skin. It's okay. It's not, but, but it's funny. Yeah. À, thì bây giờ mình nói thật nói thẳng đi mà mà ông mục sư diễn giả mà mặt dày mày mày vàng á thì không sao. Chứ còn mà ông này ông cũng hơi bị gọi là có 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 thể gì chịu thể gì thì cũng kỳ kỳ á. I cannot refuse to say no. I can. That's very rude. Ờ, à, thì lúc đó tôi cũng không thể nào tôi nói là không, tôi không nhận tiền. Nếu tôi làm như vậy là thô lỗ rồi mất lịch sự. Can you imagine the action you shake hands with your mind and you put your pocket in a funny way? Anh chị hình dung đi, mình cứ phải bắt tay hết người này người kia, rồi bắt tay phải rồi nhét tiền vô tay trái rồi bỏ tiền vô túi. Nó cứ phải làm lặp đi lặp lại chuyện đó, cái chuyện nó cũng thấy thấy lời cũng buồn cười. So I check with the interpreter why is it like that? Thế là tôi mới hỏi ông thông dịch là, tại sao phải làm cái kiểu đó làm cái gì? It's a charismatic denomination, but this is a funny way. <laughs> Uh, cái cái nhà thờ đó hội thánh đó là Hồ thánh ân tứ nhưng mà dù sao ân tứ này cũng hơi buồn cười đó ân tứ hơi buồn cười Why I given you is something, but there are much, many more such tradition in the church today. Uh, thật ra thì cái vấn đề là không chỉ là cái nhà thờ đó, nhưng mà trong hội thánh ngày nay có đủ mọi loại truyền thống. Cứ mỗi hội thánh như vậy là mỗi cái truyền thống khác nhau. And another, another denomination, that's not in the church, but I have friends, and I visit their home one day. À, rồi có không chỉ là một cái hệ, hệ phái đó mà tôi nhớ đó có người bạn kia một lần kia tôi đến thăm nhà của người này. This is a very Jewish style church. À, bây giờ cái 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 cái, cái hội thánh anh này nhóm lại là một hội thánh theo cái kiểu rất là do thái. Let me say something about this. They will wear Jewish garment. À, tôi nói cho anh chị biết điều này luôn là ở trong nhà của họ đó là họ mặc đồ do thái. They will blow the sofa. À, thổi sofa luôn ở trong nhà. Okay, they do, they a lot of jewish thing. Uh, họ thực hành nhiều cái kiểu rất là giao thái vô nhà uh, giống vô nhà do thái vậy đó and they also practice what they call uh, celebrating the feast, the feast mm. of the lord uh, rồi họ cũng thực hành luôn là họ cử hành các kỳ lễ gọi là các, các kỳ lễ của Chúa mm. so i visited this friend of mine uh, mm. they, they, they were from the church i used to preach and then they go to another church they invited me home and i saw in the house They had a tent. A tent. Yeah. Thì uh, là lúc đó thì tôi đến cái hội, bao tôi, tôi đến giảng một cái hội thánh này, rồi tôi chuẩn bị là uh, trong cái giai đoạn tôi chờ để qua giảng một cái hội thánh khác, thì uh, tôi được mời đến nhà của một cái người em kia, thì vô tôi vô trong nhà, tôi thấy trong nhà đó thì trong cái phòng đó, nó có cái lều. Yeah. So they were celebrating the festival of the roof or tent. À, vậy thì ở đây họ chuẩn bị uh, gọi là cử hành lễ lều lễ uh, giống như lễ lều đó, lễ lều tạm đó, lễ lều ừ. they do it right in in the center of the hall they all sleep there for the next seven days à, có nghĩa là họ trong trong cái nhà của họ nó có cái sảnh giống như nhà lớn mà nó có cái sảnh cái giống như cái phòng lớn đó rồi uh, họ dựng cái lều ngay trong giữa cái phòng lớn đó và họ ngủ trong cái lều đó 7 ngày Yeah, that's funny. À, buồn cười không? À, mấy ngày ngủ không ngủ trên giường, ngủ trong lều. À. I consider innocent funny, Funny. Tôi tôi gọi đó là gì? À, buồn cười như buồn cười ngây ngô, à, buồn cười rất là ngây ngô. Ngớ ngẩn. But if they really celebrate the Passover, then there's a little problem. À, bây giờ đó họ bắt đầu có cử hành lễ vượt qua luôn. Và khi họ cử hành lễ vượt qua như vậy là bắt đầu hơi 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 rối rối rồi đó. We don't celebrate Passover anymore. Nhớ là ngày nay chúng ta không có còn giữ lễ vượt qua giống như dân Israel cầu ước nữa nha. Because the Lord has done the last Passover. Bởi ừ, vì chính Chúa Jesus Christ gài là đỡ à, tiến hành cái lễ vượt qua cuối cùng rồi. Before long, you may start to slay some animals, sacrifices again. Uh, à, nghĩa là khi mình cố giữ lễ vượt qua có nghĩa là gì mình phải giết một cái con sinh tế một lần nữa amen amen you whatever the Jews are doing you must to the cross hãy nhớ là những gì mà người do thái làm đó là mình phải nhìn cái điều đó qua lăng kính của thập tự giá mình phải đặt tất cả những điều đó dựa trên cái nhìn hướng về thập tự giá Nên đến một khi Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm những cái điều đó rồi người đã làm chọn là ứng nghiệm điều đó rồi thì mình không còn cần phải làm lại điều đó nữa. If we start doing again, we are making the sacrifices of the Lord. It's not necessary anymore. Okay. We say, oh, no, you don't have to sacrifice. We will do, continue, to sacrifice again and again. Nếu Chúa Giêsu đã đã làm ứng nghiệm cái điều đó rồi thì mình không có cần phải cử hành cái nghi lễ hay là dân tế lễ kiểu đó nữa. Bởi vì nếu mình cứ dân xin tế cái kiểu đó từ năm này qua năm khác thì mình có ý mình muốn nói rằng là ồ Chúa Giêsu ơi, uh, cái chuyện Chúa Giêsu làm nó không có đáng kể đâu. To lý do vì sao mà con phải uh, dân sinh tế uh, hết năm này qua năm khác phải giết cái sinh tế của lễ vượt qua. Đó, cái đó là mình đã xem nhẹ cái điều Chúa Giêsu đã làm rồi. We have to be very careful. Nên chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Yeah. Some also tradition we have to be careful. À, thành ra có những cái hội thánh như vậy họ có những cái truyền thống như vậy mà mình phải rất là cẩn trọng thần với lại những Amen, tập tục đó. We, are New Testament believers. we have not such a tradition. vì chúng ta là những người tin Chúa sống dưới thời gian ước mới chúng ta không có giữ những cái truyền thống hay tập tục đó nữa Amen so we have to watch it. Hallelujah. chúng ta cần phải canh giữ coi chừng chính đời sống của mình And the Lord, to me, the tradition of man has now overtaken the command of God ở đây Chúa Giêsu có bàn đến một việc đó là người ta đã giữ cái tập tục của loài người mà đã phế bỏ luôn cả điều răng của Đức Chúa Trời luôn. Yeah, and like I say, there a lot of Jewish tradition has been reenacted out again in the body of Christ. Và như tôi đã nói, chị em đó là có những cái truyền thống, tập tục của người Do Thái đó, và bây giờ lại được gọi là khơi dậy để rồi được áp dụng lại ở trong Hội Thánh ngày nay I know some sisters in Indonesia, even Singapore, they will go to Israel every, time for the feast. À, tôi biết rằng là ở bên Indonesia cũng như là ở bên Singapore có một số người chị em đó là cứ mỗi một cái kỳ lễ của người Do Thái như vậy là họ phải uh, gọi là bay về Israel để rồi họ dự các kỳ lễ của người Do Thái hàng năm. Yeah. If the Lord bless you, you have money to go to Israel, praise the Lord thế rồi đó chú ba phước cho anh chị em, anh chị em có tiền để đi uh, qua Israel ngợi khen Chúa, à, chúc mừng anh chị em. But you don't have to save all your money just to go there because then then you become safe. You are already safe. chứ còn anh chị em đâu có cần phải dành dụm tiền bạc để rồi anh chị em uh, đi qua Israel để giữ các kỳ lễ của người Do Thái thì bởi đó anh chị em mới được cứu đâu không? Anh chị em đã được cứu rồi, anh chị em đâu có cần phải uh, giữ kỳ lễ của Do Thái anh chị em mới được cứu nữa. Amen, amen. 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 So the word koban means a, a sacrifice or something has been devoted to the Lord. Bây giờ cái từ ý nghĩa của từ ngữ koban ở tại đây đó là một cái tế lễ, một cái lễ vật và mang ý nghĩa là cái lễ vật này đã được dâng lên cho Đức Chúa Trời. It can be a clean animal because when you give God anything it has to be without blemish. Và ở đây lễ vật lên lên Chúa Trời nó có thể nó có thể bao gồm trong đó là một cái con vật thanh sạch tinh sạch nghĩa là nó không Koban is a big hết. thing. Let me tell you this. Yeah. Koban is not small. It's a big thing. Bây giờ vào thời đó cái chữ Koban này đó nó không phải là chuyện nhỏ đâu khi mà nói đến dân lên chỗ để vật là chuyện lớn đó. It's mentioned 80 times in the Old Testament. Ở trong cụ ước thôi cái chữ Koban này được nói đến 18 lần. Only one time in Mark chapter 7 verse 11 we just read như vậy trong um, tân ước thì chỉ có một lần được đề cập đến là trong mát đoạn số 7 câu số 11 và mình vừa mới đọc. So nothing wrong to devote some of your money to give to God. thật ra không có gì sai nếu như mà mình dâng hiến một cái cụ lễ nào hay là một cái tài vật nào đó mình đã hứa dâng lên Chúa và mình But bây giờ mình dâng lên yeah. Chúa theo như lời hứa quyền thì không có gì sai cả. But not the expense of your parents nhưng mà cái vấn đề nó sai là nó sai cái chỗ là mình lấy tiền dành cho cha mẹ lấy ra phụng dưỡng cha mẹ mình trừ cái tiền đó khỏi cha mẹ để mình mình lợi dụng cái gì mình dâng lên Chúa để mình mình không có quen tâm mình bỏ bê cha mẹ thì đó là sai the same, the same principle give to Caesar what is due to Caesar give to God what is due to God Chúa rất là rõ ràng cùng một nguyên tắc này Chúa nói là hãy trải ở xa xa những gì của xa xa và hãy trải ở Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. But for the Jewish leader in the time of Mark chapter 7, they have a different reason. Nhưng mà đối với những lãnh đạo Do Thái vào thời mà Chúa Giêsu ở tại đây á, họ đưa ra một cái lý do khác. The, the whole priesthood, the whole Pharisee, they all corrupted that time tất cả những cái người Pharisee -si cũng như là những cái người trong giới thầy tá lễ đó họ là hư hỏng họ giống như, là, uh, uh, giống như là ăn hối lộ hay là ăn tiền ăn chặn á you, you, remember the Lord say house the house of prayer not like, a no thieves nhớ Chúa Giêsu từng vào đền thờ ngài dọn dẹp đền thờ và ngài nói rằng là nhà ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi đã làm ra thành hang ổ trộm cướp The temple during the time become a den of thieves. Bây giờ từ đền thờ của Chúa, nhà của Chúa bây giờ trở thành là hang ổ trộm cướp. Who were the thieves at that time? Ở cướp là ai? Thời đó Chúa Giêsu đã muốn ám chỉ ai là trộm cướp. The high priest, the priests and the people selling sacrifices in the in the temple area. Đó là thầy tư lễ thượng phẩm nè, và các thầy tư lễ cả nè, và những cái người buôn bán ở những cái bàn đổi bạc đó để rồi dân chúng đổi bạc và dùng bạc đền thờ để mua sinh tế. Somebody will charge you for exchange rate when you want to buy you want to buy sacrifice. If you stay too far away from the temple, you need to buy sacrifice in the temple. You pay a high exchange rate. Yeah. Thì ở vào thời đó ví dụ như là người dân mà họ đi lên đền thờ dự lễ hàng năm như vậy thì đường xa mà họ đâu có thể đem sinh tế từ quê nhà của họ lên đền thờ đường xa lắm nên là họ để cho tiền thì họ đem tiền của họ đi lên đền thờ họ tới cái bàn đổi bạc thì họ đổi cái bạc ở trong đền thờ đó rồi dùng cái bạc đền thờ để họ mua sinh tế nhưng mà cái tỷ giá đó là nó rất là cao, Giống à, như tiền họ bị mất giá đó rồi và cái bạc trong đền thờ cái giá nó nó nó, nó 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 giá nó quá cao đi rồi họ dùng cái cái bạc đó để họ mới mua sinh tế thì mấy thầy tới lễ mấy người đổi bạc đó là lợi dụng cái sự thay đổi về tỷ giá như vậy để trục lợi. So the Jewish actually want the money the koban giving to the parents, he gave it to them so they, they put it into the, the temple treasury eventually go back to their pockets. Uh, thành ra đó là mấy thầy tới lễ cả rồi những cái người đổi bạc như vậy uh, họ có những cái 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 mũ đồ của họ họ muốn là có sự thay đổi tỷ giá như vậy để rồi uh, cái tiền đó đi vào trong cái ngân quỷ của đền thờ và từ cái ngân quỹ đền thờ đó họ bỏ vào túi riêng của họ Nhưng mà họ bên ngoài thì họ nói rằng là Cái đó cô bè, cái đó dân là cho chúa Lễ vật dân là cho chúa mà Và họ muốn, so you, muốn lấy càng nhiều càng tốt So you understand the intention is not pure Thế đó cái ý định của họ là không có trong sạch rồi Amen So the, the, very simple to say You give to Caesar, Caesar give to parents When you due to your parents à, Thân đó cũng một nguyên tắc Chúa Giêsu nói là cái gì của Caesar thì trả Caesar rồi cái gì của cha mẹ là phải, phải gửi cho cha mẹ nè cái gì của Chúa gửi cho Chúa đó give to God whatever due to God cái gì thuộc về Chúa của Chúa thì mình phải gửi cho Chúa Amen Amen à, Amen this is the teaching the Lord is very emphatic about it à, nên Chúa rất là nhấn mạnh về sự dạy dỗ này và Chúa rất là làm cho rõ vấn đề tại đây Amen so we actually have, I've come to the end of this teaching ra tôi đang ở trong cái phần chuẩn bị tới phần cuối của cái bài giảng tối ngày hôm nay. Yeah, but there's much more I prepared, but I think time is late now. Uh, thì thật ra tôi chuẩn bị dài lắm nhưng mà tôi nghĩ rằng là bây giờ cũng tối tối rồi. So I hope you really understand this emphasis today, tonight. tôi mong rằng anh chị thật sự hiểu cái sự nhấn mạnh mà muốn trình bày cho anh chị tối ngày hôm nay. The Lord Himself obey 100% of God's law. Chính Chúa Giêsu Christ đó, ngài tuân theo, vẫn giữ 100% luật lệ, luật pháp của Đức Chúa Trời honor your parents. Bao gồm luôn cả việc tôn kính hiếu thảo với cha mẹ mình. That's why when he was on the cross, a dying man, he was concerned about his mother was still alive. Ờ, thành ra ngay cả trên thập tự giá lúc mà Chúa Giêsu đang hấp hối ngài sắp sửa chúc linh hồn ngài rất là quan tâm đến người mẹ của ngài về phật xác. So this is an example he gave us tonight. Nên đây là một cái tấm gương cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Yeah. There are many of us may not may have a lot of parents who are alive today. Và có nhiều người chúng ta thì cha mẹ của mình vẫn còn sống. are we đi. really honoring them? At least providing for them? Và chúng ta cần liệu chúng ta có đang bày tỏ lòng tôn kính hiếu thảo với cha mẹ của mình? Ít ra là cũng phải có cái cách nào đó để phụng dưỡng cha mẹ không? You can't afford not to provide for them. Chúng mình không có thể nào để cha mẹ của mình cù bơ cù bớt mà không có phụng dưỡng. I can see, generally speaking, the Vietnamese family uh, quite familiar. I can see that because you live together. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái sự gắn kết giữa uh, người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam với gia đình nó cũng khá cao bởi vì nhiều khi là con cái sống chung với cha mẹ. But very quickly the society can change like Singapore. Nhưng mà rồi không lâu sau đó, sau này thì cái xã hội uh, các nơi các mother, người Việt yeah, Nam đó cũng có thể thay đổi giống như là Singapore ngày nay. My mother stay with me Before she, until she died đối với mẹ của tôi thời đó là sống với tôi là cho đến khi bà qua đời for my parents in law we, we, we provided as best as we can còn đối với lại uh, Bên cha mẹ vợ của tôi đó là tôi chúng tôi chăm gọi là chu cấp uh, nhiều nhất có thể thôi for example my mother my father my mother -in -law died earlier my father -in -law died just when i stepped out to serve the lord full time uh, bởi vì uh, lúc đó là cái mẹ uh, mẹ vợ của tôi thì uh, qua đời thì uh, cái, cái cái giai đoạn trước đó đó là tôi là bước vào trong chỗ hầu bị chú chọn thời gian. In Thì thật ra là cha và mẹ vợ của tôi đó cả hai đều qua đời trong cùng một năm và cũng so trong cái năm God, đó because... tôi đã từ bỏ tất cả mọi công việc kinh doanh của tôi để rồi tôi um, bước vào trong chỗ là dân bình hầu về chúa. So because they went home to the Lord, uh, my expenses has reduced. Thank God, so I can survive <laughs> easier. Thì uh, lúc mà uh, ba mẹ của tôi uh, qua đời như vậy thì những uh, cái vấn đề chi tiêu á thì nó uh, cắt giảm. Tại vì trước khi cha mẹ qua đời thì mình phải phụng dưỡng cha mẹ mà. Khi cha mẹ qua đời rồi đó thì mình cắt giảm được cái vấn đề chi tiêu nên giờ đó mình cũng sống sống được <laughs> cũng tạo ơn Chúa tại vì nếu mà vừa phụng dưỡng cha mẹ mà không đi làm gì nữa cả thì con đi là mình cũng không biết sống sao luôn đó nên là nó cũng đỡ cái nặng gánh. If they were still alive, then it'd be very hard for us economically. À, thành ra nếu mà cha mẹ mà vẫn còn sống đến bây giờ thì rất là khó chúng tôi về phương diện tài chính cũng khó lắm. But we are still prepared, we are still prepared to supply, I don't know how, we are still prepared à, to mà. do that. Yeah. Tinh thần làm con là phải luôn luôn sẵn sàng để phụng dưỡng cho cha mẹ. Còn yeah. bây giờ so phụng dưỡng cho cha thì cũng talk, không biết, nhưng yeah. mà là mình là con là mình phải trong cái tâm thế là cha mẹ còn sống bao lâu là mình phải phụng dưỡng bấy lâu. Amen, so next time when we talk again on, this, talk on the same matter, there will be even deeper understanding. Yeah. Uh, thành ra lần sau khi gặp lại anh chị em thì có thể mình sẽ nói cùng một cái đề tài này nhưng mà nói sâu sắc hơn hoặc là chuyển qua đề tài khác thì lúc đó chú sẽ cho mình biết yeah so the Lord has spoken very clear tonight tối hôm nay Chúa phán với chúng ta rất là rõ ràng về vấn đề này so you know what you have to do anh chị biết rõ luôn anh chị em cần phải làm gì as you honor the Lord by obeying him ok anh chị em tôn kính Chúa bởi vì cỡ anh chị em uh, quyết định là mình phải vâng lời Chúa The Lord will honour you. Okay, anh em tôn kính Chúa thì Chúa cũng sẽ tôn quý anh chị em. Amen. First, we long life, length of days. Đầu tiên là Chúa ban cho anh chị em sống lâu, sống khỏe, trường oh. thọ. And 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 the other blessing in obedience, hallelujah. Và có nhiều phước hạnh khác trong việc chúng ta vâng lời Chúa nữa. Because what you found in Exodus 20 we read earlier is also repeated in the New Testament, the book of Ephesians, hallelujah bởi vì cái phần kinh thánh khi này chúng ta đọc về việc đó là hãy hiếu kính cha mẹ được nói đến trong suốt Ai Cập đoạn 20 đó thì cái phần kinh thánh đó được được lặp lại ở trong Efeso chương số 6 về vấn đề tôn kính hiếu thảo với cha mẹ. This practice never stopped. In fact, this be repeated the same thing. Ephesians chapter repeat the same thing. Thì cũng một cái sự thực hành đó nó không có gì thay đổi cả, cầu ước hay là tân ước không có gì thay đổi cả và cũng cùng cái phước hành đó sẽ được ban cho anh em được ghi lại trong episode chương số 6. And this is a practice when the Lord repeats again in the New Testament something you must pay attention and something to follow. Anh nói một khi Chúa đã nhắc lại một cái lời nào đó ở trong Tân Ước thì đó là một sự gọi là nhấn mạnh của Chúa và đó là điều mà chúng ta cần phải chú ý và chúng ta phải vâng theo. Amen. Amen. So next time we will go deeper. We talk about children. We talk about the Lord. I mean, there are many things we can discuss on the same topic of honoring your parents. À, và lần sau thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn, sâu hơn về vấn đề này. có nhiều điều chúng ta có thể bàn đến liên quan đến vấn đề là hiếu thảo rồi uh, uh, tôn kính rồi uh, phụng dưỡng cha mẹ. có nhiều điều chúng ta có thể nói điều này. Let's pray. nguyện chung với nhau nhé Father, we thank you Lord for tonight, for all the prophetic will be released. con cảm ơn Chúa tối ngày hôm nay Chúa ban cho con mọi cái lời và uh, tính tiên tri được nói ra. For some of the my brothers and sisters, hear this word or direction for the first time, you send confirmation. Ah, uh, Lord, có một số người cho anh chị em con ai là người nghe lời tiên tri mang tính định hướng. Uh, thì uh, Chúa ơi, xin uh, có lời xác chứng uh, những lời để từ Chúa cho anh chị em con. Those who that confirm what they really know, oh Lord, you you give them the grace to do the thing that seems to be impossible. Còn những ai mà lời tiên tri ngày hôm nay như là lời xác chứng lại cho anh chị em con Thì con cầu nguyện Chúa ban cho anh chị em con ân điển từ nơi Chúa Để anh chị em con uh, vâng giữ lời của Ngài yeah, We thank you for the healing that has been done the last four days là Chúa con cảm ơn Chúa rất là nhiều bởi vì có sự chữa lành mà Chúa đã thực hiện giữa vòng chúng con trong suốt 4 ngày qua. Yeah, Let the healing remain and and then be totally healed, và để cho anh chị em con cứ giữ sự chữa lành của mình và anh chị em con tiến đến chỗ hoàn toàn được chữa lành thôi chúa if there are hindrances to the healing remove the hindrances Thưa chúa có bất cứ điều gì còn ngăn trở anh chị em trong việc nhận lấy sự chữa lành hay là nhận lấy sự chữa lành hoàn toàn chúa là chúa lấy mọi cái trở ngại đó yeah if, if there are hindrances on the part of the Brian and sister then you tell them exactly what they need to repent of before the full healing can come và nếu như cái sự trở ngại đó xuất phát từ chính anh chị em con Chúa cho anh chị em con cái biết rõ cái điều gì anh chị em con cần phải ăn năn để rồi loại bỏ những cái sự ngăn trở đó để anh chị em con thà tiến đến chỗ nhận lấy sự chữa lành hoàn toàn từ đây ngài. And I pray for all of us here in this Zoom meeting. Và con cầu nguyện cho tất cả những anh chị em con ở đây trong buổi nhóm trong phòng Zoom này. Let, the September month be a fruitful fruit and a blessed month. À, để rồi tháng 9 này của anh chị em con là tháng của kết quả và tháng của anh chị em con được phước từ đây Chúa. Whatever my brothers have to do, you bless them doing that. Và cầu, 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 anh chị con làm bất cứ công việc gì con cầu nguyện Chúa ban phước cho anh chị em con trong mọi công việc anh chị em con làm. We ask Holy Spirit you lead each one of us step by step, moment by moment. nguyện Chúa là dẫn dắt chúng con từng bước từng bước một, từng giây từng phút cho từ đời sau chúng con. Chúa dẫn dắt chúng con. So we do the thing that will please you, oh God. Và để rồi chúng con làm những điều đẹp lòng Ngài thưa Chúa. So we thank and praise you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. con cảm ơn Chúa, chúng con cá ngợi Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa quyền, dành Jesus Christ quyền năng. Amen. 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 So God Amen. bless you all. Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà chị em. Hallelujah. Again. Hallelujah. Quý ông bà chị em, quý vị nhớ tháng 10 chúng ta gặp nhau ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 Từ ờ uh, 1 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều đó là 3 buổi chiều. Ngày 1 tới ngày 3 và một buổi tối ngày 4 tháng 10 Từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối yeah, Và man. đó là lịch cho chúng ta anh em nhớ nhé à, Đặc biệt anh em nhớ tháng 10 Chúng ta có 4 ngày bồi lưng Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10 Từ sáng cho đến chiều 8 giờ rưỡi sáng cho đến khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ chiều Và chúng